đi ra Sóc Trăng mình mua được một trái mít nha. Bây giờ mình sẽ xẻ mít cho các bạn xem nha. Bây giờ trước khi xẻ mít thì chúng ta phải đi chặt tàu chuối. Bây giờ các bạn đi chặt tàu chuối với mình nha, để lót đừng cho nó dính mũ. Hôm nay là trái mít bí ẩn nha, các bạn theo dõi nha. Trái mít này là dữ dằn lắm nha. Đây, sẽ chặt tàu chuối rồi. Chuối này của nhà hàng xóm. Giờ mình sẽ chặt tàu chuối nha. Xin tàu chuối cho hàng xóm ơi. Ui thuộc một tàu nè. Thêm một tàu nữa nha. Mới được. Mít này dữ dằn lắm. Hai tàu. Đây. Hai tàu chuối rồi các bạn ơi. Vô sẽ mít thôi. Trời à, đang mưa lắc dắt. Đây có trái đu đủ nè. Trái đu đủ mỏ dịch. Giờ ta đi sẽ mít nha. Chạy đây đi. Rồi bây giờ mình chạy đây nha. Đây cho cái cốc. Đó. Chạy đây. Chạy ra mới được hai tàu. Mình sẽ chế mít nha. Rồi bây giờ vô nhà ginh chế mít nha các bạn ơi. Cái dao này để chặt sẽ mít nè. Để đây đi. Rồi đi vô lấy mít. Theo mình ginh mít nha. Vô nhà ginh mít nha. Đây đây, để cái cây quay đây nha, mình vô. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi đem ra. Rồi, thật ra chặt hai cái tàu chuối làm gì? Để ngồi á các bạn. Mưa nó ướt ướt mình chặt mình ngồi nha, giờ chú mít của mình nè. À. Đó. Đã chưa chú mít nè. Không biết trong đây như thế nào nha, bây giờ chúng ta bắt đầu xẻ nha. Đó, chặt hai tàu chuối lót sẵn rồi nè. Đó, hai tàu chuối nè các bạn. Bây giờ là xẻ mít nha, bắt đầu nha. Rồi. Vô. Chuẩn bị tư thế mới được xẻ mít rồi nha. Dao bự nè. Đó, bắt đầu ta xẻ. Không biết là như thế nào đây. Chín không nè. Cái ông kia ông nói chín mà nghe mùi thơm mình. Ây da. Coi chừng không có ruột bé. Trời ơi là trời. Trắng nhắc chị biết ăn được không đi. Ồ, chín. Để chùi quá rồi. Chùi mũ rồi mới rồi. Mít khổng lồ. Mít khổng lồ đó các bạn ơi. Mít này gọi là mít tí hon chứ không phải mít khổng lồ nha. Đây. Có muối nha, thơm lắm, thơm mùi mít. Ngồi xuống rồi mới được. Rồi. Có muối nha. Mít này người ta kêu là mít tố nữ, nó thơm dữ lắm luôn. À, thơm dữ dằn lắm. Bây giờ chúng ta ăn nha, thử nha. Ơ chín rồi. Nhìn sống à. Mà nó mới gì chín tới nha các bạn ơi. Ăn được. Rồi mời cả nhà nha. Mời các bạn ăn mít với mình nha. Rồi, ngon. Trắng nhưng mà ngon. Đây, đây. Đó. Mít tố nữ nha, nó chỉ có lớn thôi nha bạn. Trái nhỏ mới ngon, trái bự cũng ngon. Ngon lắm luôn. Ngon chưa?
Ồ, cái muối nó dẻo nhẹo à, chín rồi. Ngon nha, mời các bạn nha. Rất là ngon. Mít các bạn ơi. Mít tôm nữ thơm lắm, thơm không mít kia mà ăn nó dẻo dẻo ngon. Mình chắc ăn hết chục trái luôn. Đây, cái muối nó không có màu vàng nha, màu trắng gì đó, nhưng mà nó ăn giống sầu riêng đó. Nó dẻo dẻo y chang sầu riêng. Ngon nè các bạn, rất ngon. Đó, vừa chín tới luôn. Nó không có đỏ, còn mít mít mình á nó đỏ, thái đỏ. Mít này gọi là mít tấu nữ rồi các bạn. Đó, ngon chưa? Quá xá là ngon. Còn miếng nữa. Chị dao xẻ mít là thấy hết hồn chưa? Đó, và sẽ mít như thế này nè, ăn nó mới ngon nha. Ăn ngon quá trời nó ngon. Rồi, xong. Còn muối nữa. Bước cuối cùng nha các bạn, cuối cùng ăn ăn cho nó lâu lâu, nhai cho kỹ. Đây rồi, không còn gì để chia sẻ hết rồi nha các bạn ơi. Thịt hình thái rồi. Clip vui xin chào cả nhà nha. Nếu cả nhà có thấy ý tưởng của mình hay thì cho mình xin một like nha. Bye bye.